Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi thử cái âm ly này nhé. Âm ly Yanggua nhé, mở hiệu là PA2003 Chiquita nhé. Đấy, hiện tượng của nó để tôi gắm điện vào xem sao. Gắm điện không có nguồn nữa các bạn nhé. Không có một chiếu nguồn nào cả. Bây giờ chúng ta thử ra nhé. Đây nó nổ cho vui lên đây. Một cái của tù bị nổ này. Đây các bạn. Cái này dù là đi tay tua trái này. Cái này dây này là trái này. Con tù nổ này. Diode nổ này. Đây diode đây. Rồi. Trên tường như vậy chúng ta sẽ thử nguồn cái này các bạn nhé. Ở đây mình trái này, nổ cái này ra này. Con này đi chơi. Đấy, nó rất nhiều cái hỏng. Rồi, như vậy chúng ta sẽ mở ra để kiểm tra nhé. Chúng ta vặn ra nhé. Đấy, chúng ta vặn ra hết rồi các bạn nhé. Chúng ta kéo lên nhé. Xem cụ thể nó như thế nào nhé. Nó ồn quá. Còn đây nhá, trước mắt chúng ta hỏng cái gì chúng ta thay cái này. Hỏng tủ chúng ta thay tủ, thay đi ốt. Rồi chúng ta mới kiểm tra những con khác nhé. Bây giờ tủ chúng ta phải cải ra này. Để kéo ra các bạn nhé. Đây các bạn nhé, tủ này bị khô này, bị bung nổ này. Thì xem thử bên nào là chân, bên nào bên âm này, bên nào bên dương này. Bên này là bên âm các bạn này. Đấy. Con tủ này là 63V nhé, 6800 mi nhé. Cái này là 10.000 mi nhé. Đây các bạn nhé, chúng ta thay con diode này luôn nhé. Con diode này là bị vỡ nhé. Hồi này chúng ta đo thêm nhé. Để con nào bị chúng ta đo tiếp tục loại trừ nhé.
rồi chúng ta cải nó ra. Rồi. Ở đây là 35V các bạn nhé. Đường này đường 35V nhé. Nó có hai chỉ tiêu điện áp thôi. Điện áp âm dương 35V này. Còn và điện áp 12V, tức là 15V gì đấy, trong khoảng ấy. Âm dương 15V. Nguồn 35V chủ yếu cấp cho chủ yếu ở đây ra khoảng nguồn 15V và nguồn 35V. Nguồn 35V thì cấp cho hai mảng công suất này. Còn nguồn tức là nguồn âm dương 35V này cấp cho hai mảng công suất này. Còn nguồn âm dương 15V thì cấp cho các cái mảng khoách đại đằng trước này. Đấy, các mảng mảng khoách đại rồi bóng báo này khác. Thì chúng ta biết là như vậy. Và hầu như chạy ở đây con 4558 này này. Con 4558 này là âm dương 12 hoặc 15V nhá, tùy đó nhá, hầu như là 12V. Thì các bạn đo các cái con của 4558 này nó chân chéo nhau, thường hình như là chân 1 và chân chân 8, chân đầu và chân cuối là đo âm dương của nó 12V, tức là nó đang hoạt động tốt nhé. Chúng ta bật thang về đo nội trợ nhé, nội trợ bên trong nhé, của con này nhé, các con diode này nhé. Có con nào sống hoặc chết này nhé. Chúng ta đo hết cỡ các bạn nhé. Bây giờ cái pin nó yếu rồi. Con này hỏng. Không biết con nào hỏng này. Trong 4 con này có con hỏng. Thế sống này. Thường một đôi chết, một đôi thôi, nó đi không sống với nhau. Để xem được nào, con này chúng ta vặt con này ra các bạn nhé. Rồi chúng ta bây giờ gỡ một đầu các bạn nhé. Gỡ một đầu vào đó nhé. Rồi. Chúng ta bày cho các bạn nhé. Chúng ta nóng vào cái mặt này ra. Rồi không ra này. Rồi chúng ta nhớm luôn các bạn nhé, bởi vì ở trong mạch thường hải diễn mạch không thể ấy được, không thể đo được. Bây giờ con nào chết chúng ta đo thay luôn nhé. Con này chết các bạn này. Con này chết này. Chết quá, cái gì chết lắm.
cái này quay tròn được các bạn này. Đấy, nó chết rồi nhé, tức nó quay như thế này gọi là đi chân này. Không có bán cực, nó là nít luôn. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo con này xem này, cho đi ốt chết như vậy thì chúng ta đo thử cái nguồn nó chết, cái dây thôi thì chúng ta đo đi ốt thôi. Con này có khả năng chết này, thì chúng ta đo lên thang nhân 1K có thể xem sao các bạn nhé. Đôi này đang còn sống nhá, hai con này đang còn sống các bạn. Cặp này đang còn sống nhá, rồi cặp kia chết nhá. Đây các bạn nhá, lấy hai con đi ốt này nhá, hai con đi ốt nó bẻ thẳng chân ra nhá. Cho chúng ta thử nhé. Một nó to rồi, số 2 à. Hai ơi. Nó lên bình thường nhé. Rồi nhé. Không cần gì gỗ các bạn nhé. Rồi nhé, tôi thay hai con này đã xong nhé. Rồi chúng ta thay tủ này luôn, tủ âm bên này nhé, chương bên này nhé.
Rồi tạm thời như vậy là chúng ta thử xem sao, để chúng ta bây giờ đo điện nhé, điện vào có thể xem sao nhé. Rồi chúng ta đo đây thì xem sao các bạn nhé, bật có lên nhé, bật lên các bạn nhé, có khả năng cầu chì ở đây các bạn, cầu chì ở đây có thể hỏng. Cầu chì đây các bạn, có thể xem thử hỏng không. Đấy, cầu chì hỏng các bạn nhé. Thường thường nó hỏng nguồn là cầu chì thường hay đứt nhé, thường thường phải đứt nhé, không đứt là không bảo vệ được nhé. Đây các bạn, chúng ta đo đây nhé, đo nguồn các bạn, đo hai nút này nhé, đây lên các bạn này, tắt công tắc này, đây các bạn thấy không, bật công tắc, bật công tắc nhé. Đấy, như vậy là ok nhé. Bây giờ chúng ta cảm thử thì xem sao nhé, có chập chạng gì nữa nhé. Xem thử cụ thể thế nào, chuẩn bị tiếp các bạn nhé, có thể là bị cháy tiếp này, đứt các bạn này. Như vậy chúng ta để tiến hành kiểm tra nhé, cái này là mảng công suất bị hỏng nhé. Bây giờ chúng ta sang video khác, cái này thì chắc chắn màng công suất này là bị hỏng này, vậy nên cái này là dài rồi, tôi có thể làm sang video khác nhé, bởi vì cái này chúng ta thể chữa màng công suất, thì để biết được màng công suất này hỏng hoặc không thì chúng ta thể tiến hành kiểm tra nhé. Thường màng này thì chúng ta đo mới nước đo chúng ta biết thôi, đấy thôi, để mà ấy thôi, để mà kiểm tra thôi. Chúng ta đo ba chân của cái này lên cả là coi như mảng này chập nhá. Đấy, lên hết các bạn này. Đấy. Đấy, đo chân nào cũng lên cả nhá, coi như là chập cái mảng cũng thoát này nhá. Thôi đến đây tôi sẽ làm video tiếp theo. Cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, nút like, subscribe, xin chào mọi người nhé.